Người ta nói là nhạc nào em cũng nhảy, tuồng nào em cũng diễn. Phải vậy các bạn, phải linh động. Nhiều người ta không biết, ta nói hồi đó dọn xe mắc tiền không, giờ khổ quá, dọn xe để tiền đâu có. Tại vì á, các bạn biết gì không, khách hàng bị bệnh gì, sỉ, muốn xe đẹp, muốn xe ngon, mà muốn phải rẻ. Mà kêu á, nếu vậy dọn đồ lô, không dám. Tiến hành dọn mới xe cúp thì mời camera quay sơ tình trạng chiếc xe. Chị dọn lại xe cúp này để mà cho con chị đi làm. Con chị cũng lớn rồi các bạn, học đại học năm 2. Ở nhà có xe Vision luôn nữa mà con bé nó không chịu đi. Nó đòi dọn lại xe cúp này để đi. Thì ở đây là cũng là một nhiệm vụ khó của em các bạn. Bởi vì dọn theo kinh phí chủ xe và số tiền chủ xe. Thì yên lô nè, báo xăng thì mất nhiệm vụ rồi nè. Không biết bình thường bé đi nó canh đổ xăng bằng cách gì đó. Và với số tiền hạn hẹp thì để em coi thử là em có đủ dọn nổ lại cái xe này cho bé không hả. Đèn đồ mất hết, thì xe này đồ dinh rồi, không còn gì đâu các bạn. Chắc còn được cái sườn, mà cái sườn này cũng làm đồng mấy lần rồi, cho nên là bây giờ là mình rã ra mình coi nó như thế nào. Rồi chào các bạn, thì giờ bắt đầu em mở sườn xe cúp này ra ha. Đó thì khi mà mở ra các bạn mới thấy được bên trong đó, bắt đầu rồi thấy tới rồi đó. Bây giờ là mình sẽ mở ra hết. Ở đây xe này dọn bình xăng lô luôn à. Mình sẽ dọn tiết kiệm chi phí ha, máy mình cũng không làm nữa. Cho nên là mình sẽ coi nào giữ lại được mình giữ, không giữ lại được đó, thì mình bỏ các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha. Sườn xe cúp nè, bây giờ em mở ra đó. Thì ở đây nội dung chính là sơn si nha. Mình chưa thấy tín hiệu là chủ xe báo làm đồng gì hết. Bạn coi nè. Đó thì bây giờ là mình sẽ tẩy sơn toàn bộ lại và mình sẽ kiểm tra lại cho chủ xe coi như thế nào thôi các bạn ha. Thì chị á, chị chủ xe, chị coi chị hiểu giùm em nha. Bây giờ đầu tiên á là bạc đạn bánh của chị nè hư, là em mới thay 5 cái bạc đạn bánh. Ở đằng trước 2 cái, ở đằng sau á là 3 cái. Còn liền của chị á, căm này giờ chắc chắn bỏ rồi, bỏ thay căm mới thì nó đỡ tiền hơn. Đó, còn giờ niền của chị là nó mục luôn, là mục lủng lỗ nè. Niền của chị niền lô. Thì bây giờ á, niền em cũng chỉ mua lại được niền lô thôi, em không mua được niền dinh cúp lùng được đâu. Đó, vỏ này coi giữ lại được, đỡ tiền thì giữ. Rồi bây giờ cặp bánh nè, là niền lô nè, là một, rồi bị lủng nữa là hai nè, là phải thay cặp niền mới nè. Gấp này của chị nè, là nó cũng lủng luôn rồi. Gấp thì gấp lô nữa mà nó lủng nè. Bây giờ phải gỡ ra hết thì mới thấy được. Thì lủng nhiều chỗ nha, chứ không phải lủng một chỗ rồi có thể làm đồng lại được. Còn đây là lủng nhiều chỗ ha. Rồi chống đứng này của chị lô nè, thì em cũng thay lại chống đứng lô luôn nha. Tại vì thay lại chống đứng dinh đồ nó lố cái số tiền chị quy định cho em. Rồi cần thắng này nè, để em thay cần thắng mới. Đó, cầm công tắc này á, cặp cầm này là của đèn vuông, em để em xài lại. Bửng này thì bể nét rồi, bửng lô nữa rồi. Bữa chị có dặn em mua bửng khác chị. Đó, bể quay vô cho bể nha. Rồi đầm má đầm này thì em để em xài lại, em đóng cốt đóng đồ lại thôi, em đóng cốt má đầm lại. Đó, má đầm sau má lô nha. Đầm trước đầm dinh nè, má đầm trước đầm dinh, má sau này má lô. Rồi đồng hồ này thì để em coi em phục hồi lại cho chị. Đó, còn yên này đỡ nguyên yên xài lại luôn, không có lợp gì hết, yên này cũng yên lô nha các bạn. Đó, còn giờ gà đồ á, đèn này đồ thì để quấn bóng đồ lại, coi làm đồ lại sơ hơn, còn thơ mua thay bể tét luôn rồi. Này nè, bể tét mí hết luôn rồi. Rồi, còn giờ gà đồ của chị á, giờ gà là phục trước đồ á, là hư tan nát hết, khâu ác đồ là trong đây là ra đi hết luôn. Đó. Rồi là sao phục á, thì lô là sao phục trước nè, thì lô đó, đèn trước đèn sau rồi cũng lô hết. Thì cái này chị biết, em không cần giải thích, rồi nó rớt mất nữa.
rồi mấy miếng nhựa này để coi tận dụng xài lại đồ sau đó thì tận dụng. Mang cá chị bể này kêu là mang cá nè đó, còn máy của chị thì em đâu có làm đâu, thì ví dụ bữa chị có dặn em mà xe chị có đề rồi thì em biết chứ đó, nhưng mà em đâu có làm máy, gì giờ nguyên cục máy nó sao em ráp lại vậy chị thôi. Đây nguyên cục máy của chị, cốt nhông tải đồ là nó hư rồi, nó mòn cốt nhông mà hơn. Rồi thêm một đống đồ lặt vặt ở đây nữa, cũng rất là nhiều chi tiết. Thì bây giờ là em sẽ lên bill cho chị cần thay thế những gì như thế nào. Đó, mở ra đồ hết thì chị cũng thấy tình trạng xe chị rồi. Em cảm ơn chị nha. Chào các bạn, thì bây giờ những món này là em sẽ bỏ sơn. Bây giờ là em chờ kiếm mua thêm mấy gấp theo xe để em bỏ vô sơn nữa. Ở đây đồ nhựa này mình mua đồ nhựa lô để mình sơn hơn, bởi vì đồ nhựa trên xe của người ta bể hết. Thì nếu mà mua lại mà đúng đồ nhựa zin thì nó mắc tiền. Đó. Rồi bây giờ các bạn coi nè, đùm nè. Thì bây giờ đầm trước khi mà bỏ sơn thì mình sẽ đóng thân bu lại, mình đóng thân bu bánh trước và bánh sau cho chủ xe. Còn niền này là hư mục hết rồi. Thì sáng mình cũng quay cho các bạn coi sơ rồi đó. Nè các bạn thấy nó mục, nó lòi trên ban rồi, đồ ra hết rồi. Đó, thì giờ là mình sẽ sơn là đầm trước đầm sau, máy đầm trước máy đầm sau. Nắp nồi, cái nắp ăn cá này mình tặng chỉ luôn. Nắp ăn cá chị bở. Đó, gác máy. Rồi nguyên vàng đồ màu, nói chung là mình sơn nguyên xe đó các bạn. Ở đây là quay tượng trưng đó ha. Rồi bây giờ bắt đầu là mình chọn đồ đầy đủ hết. Mình sẽ còn chờ sườn của chị nè. Thì tới bữa nay mới làm đồng được. Tại vì cái sườn của chị rất là mục, mục rất là nhiều nè, chị thấy nè, mục hết. Thì bây giờ mình mà thích cái xe mình đẹp á đó, mà bây giờ sẵn mình làm á, thì em sẽ làm đồng cái sườn của chị lại cho nó kỹ càng đồ. Chứ chị lo xe chị đẹp không à, mấy cái này chị đó, đó. Dù sườn nội trong á là nó mục hết. Đó, rồi chị coi nè, thì nó rất là xấu cho nên là phải làm lại đồng kỹ càng đồ cho chị. Đó, đây nè là em ghi lại cốp này cho chị nè nha chị nha. Đó, mỗi phần sườn chị làm á là sẽ cắt bỏ hết nửa cái đuôi con sau này để làm đồng lại hết từ đầu đó, bởi vì xe mình nó mục quá nhiều đó. Thì em báo chị vậy, thì tới ngày hôm nay cái sườn chị vẫn làm đồng chưa xong, bởi làm đồng lại từ đầu hết á. Đó, trong là chị coi nó mục nét hết toàn bộ, rất là ghê. Đó, nó mục nó xé ở đây luôn nè chị. Đó, xé hết nè. Thì bây giờ cái sườn của chị nè, em làm đồng lại xong rồi nè. Thì hồi bữa chị có nói em á là ủa cái đuôi ở sau này nói là sao, là ý có nghĩa là nguyên cái đuôi này của chị nè là nó mục hết. Đó, thì em thay lại nguyên cái đuôi, em làm lại hết nửa con xe cho chị luôn. Đó, là như vậy. Xe chị chạy là bị thủng sườn nè. Người ta làm đồng lại nè. Đó. Rồi bây giờ ở trong đây là người ta thay lại hết nè. Bảo lật ngược cái xe lại bảo. Rồi cái ống sắt này cũng thay luôn nha. Ống sắt tuổi của chị nó teo riết lại luôn. Đó, thì bây giờ là thay qua ống sắt khác nè. Cái ống này cũng thay luôn nè. Của chị bữa thay mất cái này luôn. Đó, này em làm là em trả vào lại cặp cốp này nè. Đó. Và cốp này sơn màu trắng theo ý của chị, là giống xe cúp 125 nữa. Đó, còn dưới đây em làm lại nè, chị thấy làm lại là bắt đầu nó đẹp đồ lại rồi ha. Thì bởi vậy cho nên là muốn đẹp thì phải có thời gian. Giống như là mình đi thẩm mỹ viện vậy đó. Mình muốn gặp ông bác sĩ Võ là mình phải chờ ông đó hoặc là đặt lịch hẹn với ổng. Đó. Rồi mấy cái khâu, mấy miếng này là làm lại hết toàn bộ. Bữa là nó mục nát hết đúng không? Bây giờ là em làm lại hết luôn rồi đó. Rồi. Thì em cảm ơn chị, giờ em bỏ em đi sơn cho chị. Nguyên chỉnh đồ lại rồi. Em chào chị, thì tới ngày hôm nay á thì mới có đồ sơn và có đồ làm đồng sườn cho chị. Thì mời camera quay sơ anh cái sườn. Thì các bạn thấy cái sườn xe cúp này á, bây giờ khi mà làm đồng xong, sơn lại, các bạn thấy bắt đầu nó đẹp hơn. Cái màu ở đây là cái màu chị thiết kế đó các bạn, là em lựa chọn là nó gần giống với màu xe cúp 125. Và nó cũng có cam may chút để cho nó nữ tính, chạy là nó phù hợp. Hai cặp cốp á, thì là màu trắng. Đó. Và ở đây là sẽ còn nhiều đồ hơn nữa nha, ví dụ như là căm, niền, đạn bánh, vỏ, ruột rồi nữa. Thì ở đây là hôm nay quay clip này là 30/4 luôn rồi, thì là ngày lễ luôn á, thì em cũng tranh thủ em quay để bắt đầu em ráp lên. Bữa giờ xe của chị là do vướng vào vấn đề là cái xe cái sườn nó nát quá cho nên làm đồng lại hơi lâu. Thì mình nói với các bạn luôn, sau này anh em nào mà muốn dọn xe cúp á, có thể giống chị nè, chị thích cái xe chị đẹp, màu sơn đồ theo ý chị, máy không làm đó, và muốn giống như dọn trong một cái mức kinh phí của mình á, các bạn có thể lựa chọn những cái tù giống chị đó. Thì mỗi cái chiếc xe dọn có thể theo những cách khác nhau,
thì tình trạng xe này dù phục giờ gà đụng trước hư hết luôn các bạn, mình phải thay cặp phục mới á. Nói chung xe cũng không còn được gì do trước đó, giống như là đã sửa chữa quá nhiều lần và thay phụ tùng lô vô nhiều quá. Ở dây điện rồi ở đây em cũng sẽ thay lại sợi dây điện sườn mới luôn cho chị, để anh chị để đảm bảo được cái độ an toàn, sau này điện nó không ảnh hưởng được tới xe. Bốn cái xi nhan pha đèn trước rồi thay hết đó. Rồi ở trên xe chị xi nhan đồ cũng còn lô hết rồi ha, không còn được gì, thì bây giờ cho phép dựng lên và các bạn sẽ thấy được cái hình hài chiếc xe như thế nào. Này niền xe cúp nè các bạn, em kỹ cái này thì đi thiên thu này, em mua cặp niền mới, mua niền mới mua cam mới xong đầu về em sơn, em rút cam xong sơn chống xét ở trong đó. Còn ví dụ như xe này bạc đạn bánh rồi nè các bạn thấy nè, nó hư bạc đạn á thì mình phải thay bạc đạn cho người ta, chứ không phải là khi mà sơn một chiếc xe á là nó chỉ có sơn và xi không đó, mà nó sẽ bạc đạn bánh rồi, nói chung là trên xe các bạn nó hư sẵn chứ đó, bạc đạn rồi nè hư hết. Thì bây giờ là em sơn chống xét xong đầu em vô vỏ vô ruột rồi cho chủ xe. Đây là phần lắp xe chị nè, thì bữa chị không có dặn nhưng mà em vẫn rửa sạch sẽ toàn bộ chi tiết máy rồi lại hết cho chị đó, như mới rồi vậy á, đàng hoàng cho chị luôn. Này là chị coi nè, trong quá trình mà làm xe chị á là từng cái sợi dây điện, từng cái giác là em bấm lại bằng đầu cốt hết, em không cắt, em không có nói, không gì hết, bấm từng cái từng cái, cho nên rất là lâu. Giống như làm một xe Nhật á thì nhanh, xe mình á ráp á toàn á là phụ tùng độ chế rồi đồ Trung Quốc rồi không à, cho nên nó tỉ mỉ lắm. Nè em làm lại bấm từng đầu cốt nè đó, dây điện để xong này đi an toàn nha chị, chứ không muốn cắt nôi không có uống keo gì hết á, nó cũng lâu và nó khó khăn lắm nha chị. Phần máy xe chị á thì em không làm đúng không, sơn máy ốc lóc là đầu tiên á, giờ xe chị nổ á là nhớ nó không có bơm lên đầu bò là một, cái thứ hai nó bạc đạn ép nồi nè, mình đi quá lâu là nó bể bạc đạn ép nồi luôn à, đó, nó bể bạc đạn luôn, bây giờ là phải thay bạc đạn ép nồi đó. Rồi giờ để em lấy ra nè, có cơm lấy ra cho chị coi đó, rồi bắt đầu em kiểm tra sao nó không bơm nhớt lên đầu được chị nữa. Lấy cái kềm nhịp đi, nhịp cho thấy bạc đạn bể chứ đi đó. Giờ về phần máy chị á thì em không làm không đụng tới đúng không, mà chị coi nè, bánh bơm nhớt của chị nè, nó tròn do nó không còn miếng răng nè, lấy cái bánh bơm nhớt đồ mới đi, cho chị coi chị hiểu đó. Thì đây là nguyên phần máy là em chưa mở ra gì hết đó, em mở em nổ máy thử em thấy nó không bơm nhớt là em kiểm tra chị nè, bánh bơm nhớt nó tròn do hết, thì bánh bơm nhớt là cái nào thì em sẽ quay em chỉ cho chị rõ luôn. Bánh bơm nhớt là cái này đó, nó có răng vậy nè, thì chị coi trên xe của chị nè, chỉ vô cái bánh bơm nhớt trên xe đó là cái bánh đó kêu là bánh bơm nhớt, là nó tròn do hết, nó không còn những cái răng cạnh này nè, thì nó không có quay, nó không có bơm nhớt lên được đó. Thì bây giờ chết cha, ăn gian được bình thường là phải chẻ máy ra để mà thay cái bánh bơm nhớt đó, thì giờ em ăn gian em thay cho chị không cần chẻ máy. Chị coi bô cũ đồ của chị nè, chà lại sạch sẽ đồ hết, máy móc rồi giờ làm xong đầu rửa đầu nhìn ra dáng xe, lén nữa em chụp hình cho chị coi ở đầu để chị. Các bạn xe cúp dầu mới full đồ lô đó, cái này á ở đây là một sự chấp nhận nha các bạn. Nhiều anh á muốn đẹp, muốn ngon, muốn bổ, muốn rẻ, không chịu xài đồ lô sĩ diện ảo giờ thua người phụ nữ đó. Ta đàn bà con gái ta dám chơi đồ nào lô, em biết đồ lô nè các bạn coi nè, ở đây cái biểu tiền của em nè các bạn coi nè, dây e lô, dây ga lô, hộp bô e lô, lọc gió lô, chống đứng lô, cao su gấp lô, gấp sao lô luôn, bố thắng lô luôn, nhông sinh dĩ loại thường luôn, cặp đùm lô luôn, cặp cầm nhớ đó, thấy chưa, làm là nhiều thứ nữa nha các bạn. Chết cha, quên tắt màn hình rồi. Thì bây giờ nè, lô chứ đúng không, quay sơ đi, thấy góc nào đẹp quay, thấy góc nào xấu quay kỹ cho tao góc xấu luôn đó. Em muốn á làm là chân thật, lô nói lô, dinh nói dinh, rồi đẹp thì quay cho đẹp, xấu quay cho xấu đó. Thì ở đây nè các bạn thấy một cái điều không, mình nói với bạn á, lô hay dinh á nó không quan trọng đâu, quan trọng nhất là gì, cái thằng ráp á và người ráp á có tâm hay không, sạch sẽ hay không. Các bạn coi nè, toàn bộ dây điện ở đây là lô hết nha, bạn coi nè, em đi nè, này là chị chế lốc mát để bấm đề được các bạn, rồi dây điện nè gọn cực kỳ đó, hộp bô e cũng lô luôn, nguyên phần máy lại không đụng gì tới hết, em chà rửa em vệ sinh sạch sẽ lại cho chị hơn. Thì lúc mà ghét lên nó bị tình trạng là nó không bơm nhớt, bánh bơm nhớt nó mòn hết răng luôn
đó thì em làm bánh bơm nhớt với lại nó bể bật đèn bên nồi, em thay lại bật đèn bên nồi cho chị rồi là xong. Rồi bây giờ là em quay tổng thể ở trong đó, camera đứng đây nè để quay dây điện sườn làm rất là gọn gàng cho người ta, và sẽ quay cho chị những cái nào mới và những cái nào cũ. Rồi thì bây giờ camera giật bên đó nha, dây điện sườn này là mới nè, dây xăng mới nè, lọc xăng mới nè, bình xăng con này là cũ chị không có đụng gì vô bất kỳ cái gì hết nè, dây e mới, dây gà mới, dây thẳng mới, dây km mới là 4 sợi dây mới. Rồi nè, qua mặt bên đây, mặt bên đây chị nói tới sáng hôm nay luôn chị mới nói là à, coi cái nào không được làm cho chị thì mình nói với các bạn, cho đồ cũ mà sao biết cái nào được không được. Thì tại thời điểm bây giờ chị nhớ giùm em là cái nào em thay, cái nào em không thay, thì em quay bàn giao trong cho chị nè. Em sẽ thay cho chị là một cái rollader là gì, là cốc đờ nằm trong đây nè, IC cũ của chị em không thay nè, là vẫn đồ lô nè, chớp xi nhan đồ lô nè, sạc lô nè, đó, bình ắc quy em không thay luôn nè. Cho nên sau này có hết bình hay gì đồ mà em có sạc lại cho chị nha, sạc lại cho chị rồi đàng hoàng hết, không tính tiền sạc bình gì hết á, tặng chị. Rồi còn bộ bên đây nè, kèn cũ nè, kèn này là kèn cũ vậy nè, dây mô sườn là dây cũ này, em quấn băng keo lại cho chị khỏi vô nước nè, chụp buri cũ nè, buri á là cũng là buri cũ luôn nha, em không thay buri cho chị luôn. Chỉ có hộp boe này, em mua hộp boe lô nè, lọc gió lô nè, cao su lô nè. Rồi thì mình nói với bạn tại sao đồ lô nhiều vậy, chỉ có đồ lô nhiều nó mới rẻ hơn, chứ còn á muốn đẹp muốn đồ nữa mà muốn rẻ nữa là sao làm nổi các bạn, đúng không? Đó còn đây cái yên này chưa hoàn chỉnh đâu nha, cái yên này là sẽ lợp lại cái da khác cho chị. Ừ, còn nè coi ráp có tăm ghê không, cao su chụp chén cổ đồ xe dọn rẻ tiền mà có đầy đủ hết đó, sơn xi màu vàng rồi luôn. Màu này là em sơn cho chị á, là màu của cúp 125 đời mới các bạn, màu này là do chị tự thiết kế và tự chọn á. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, thì giờ bàn giao trong xong, giờ để em ráp hết em quay chi tiết bên ngoài. Cảm ơn các bạn. Ở bạn có thể xe này là cúp 50 kim vàng dục lệ hay sao á, bây giờ cái xe này nó qua quá nhiều lần dọn rồi, mình không có biết cái xe này là nó là cúp gì hết các bạn. Và từ xe cúp 50 á chị chuyển xuống cúp lùng châu Âu luôn. Rồi bây giờ từ cúp lùng châu Âu nè, tay giật lên lại thành cúp 81. Nhưng mà ở đây mình nó hỏi chị đơn giản và nói chị ơi, sao chị không mua xe cho con bé đi học mà chị dọn lại vậy? Chị mới nói là con bé nó không có chịu, nó nói là nó đi xe này hồi đó giờ rồi, nó nhỏ, nó lùng. Rồi nó đi học đồ á, nó quen rồi, bây giờ chị mua cho nó vi sành nó không chịu đi tay à. Thôi giờ em dọn lại đi. Đó, đầu đuôi câu chuyện là vậy, thì bây giờ em mới tiến hành vô là em dọn mới xe cúp này lại. Thì ở đây á, đầu tiên là xin phép là cảm ơn chủ xe. Thật sự là không quá khó, rất là dễ thương. Ở đây mình dọn cái xe này là tầm khoảng gần 2 tháng. Bởi vì sao? Bởi vì xe này về phần đồng sườn á nó quá mục luôn, làm lại hết toàn bộ dàn chân dây điện rồi các bạn thấy á, hôm qua ngày mà em quay ở trong á thì thật sự là nó được em trả về lại, em bấm điện bấm dắt rất là gọn này các bạn thấy, ví dụ như phần đuôi đó sao nè. Đó, dây điện đồ gọn cực kỳ không? Và mình giới thiệu các bạn luôn, full cụm đèn hậu, hai xi nhan sau, chụp đèn hậu màu đỏ, toàn bộ á, cái đó là full đồ lô hết. Thì có nhiều anh em á khi mà hỏi mình à dọn xe cúp bao nhiêu, thì mình nói với các bạn luôn á, dọn xe cúp á nha, nó vô giá lắm, mười mấy triệu dọn cũng được, giống như xe này em dọn mười mấy triệu các bạn, 30-40 dọn cũng được luôn, 70-80 dọn cũng được luôn. Bởi sao? Tất cả đều là vô giá. Bởi vì nếu mà dọn như tình trạng này thì sẽ sử dụng đồ lô và kết hợp với lại đồ cũ trên xe, đồ nào còn xài được mình sẽ xài lại. Đó, thì ở đây là nguyên cặp phụ shop be cũ, mình không có đụng tới ha. Rồi cặp te này mình mua cặp te mới mình thay vô chị, gấp á mình cũng mua cái gấp mới mình thay vô luôn, gấp lô cặp te lô, mà cặp te lô mà các bạn coi có dấu bấm điện đồ gớm không, đã không. Rồi cao su gác chân cũng thay luôn, đầm má đầm là xài lại, thay bộ câm nè, thay cái niềng nè, đó, thay vỏ, thay ruột, xin lỗi các bạn nha, thay câm, thay niềng còn
ruột thay, nhưng mà cái vỏ này là vỏ cũ của chị á, chứ không phải là vỏ mới đó. Ở đây là chị có nói là làm một bộ tem nào mà nó đơn giản thôi, là nó sẽ có chữ Super Cup, với lại sen này là con bé gái nó đi thì mình làm thêm một cái hình con gấu đó, làm thêm một hình con gấu cho con bé nó đi. Màu thì tổng thể cái dàn màu này á là chị lựa chọn á là của xe Cup 125 đời mới các bạn, thì chị có định lợp thêm cái da yên màu này luôn, mà bây giờ da yên không có cho nên là mình không có thực hiện được. Rồi chống đứng nè, chống nghiêng nè, gác máy nè, là em thấy mới mà mình chỉ mua đồ lô thôi nha các bạn. Những cái này á, nếu các bạn mua đúng đồ Cup á, thực sự nó cũng rất là mắc tiền. Nắp nồi, nắp lửa đồ á là mình sơn lại nguyên phần máy, là mình không có đụng tới cho chị, bận là mua nguyên bận lô luôn. Rồi mình làm là cổ phuộc chẳng ba trước, cái vỏ này là vỏ cũ mình xài lại đó. Nhiều anh em ví dụ thắc mắc là cái ba ga này của anh còn xài được không, hay cái rổ này của anh xài được không, kiến này của anh xài được không. Thực sự đồ đang trên xe đây, nhiều khi để lại vẫn được, nhưng mà các bạn phải nhớ là một cái xe dọn mới thì tất cả những cái gì á ở trên xe nó cũng phải mới hết. Và nếu mà xài lại món đồ cũ mình cũng phải phục hồi được cho nó mới thì mình nên xài, còn nếu mà xài không được mình đừng có xài các bạn. Rồi hai cái phuộc trước này nè, ở trong đây nó vẫn có hai thì phuộc là của chị hư luôn nha các bạn, xe đúng nghiến nát luôn, thì mình thay lại hai cái giò gà ở trong với lại hai phuộc ở trong đồ mới cho chị luôn. Rồi đùm má đùm đồ là mình thay bật đạn, nó bật đạn mình không sử dụng bật đạn NTN luôn, sử dụng bật đạn bình thường. Rồi bên đây là dây ga, dây thắng, dây e, rồi mình thay lại dây km là bỏ luôn, tại vì đồng hồ của chị không có xài được nha các bạn. Rồi còn full nhan đèn nè, các bạn thấy full nhan đèn trước nhìn đẹp và độc đáo không, nhìn mới ken đồ. Bởi vậy nên là nhiều anh hay mở miệng nói à dưới quê tao dọn cái xe mười mấy triệu, bảy tám triệu đầy, đúng rồi, giờ em muốn làm được vậy đâu cần dưới quê đâu. Nhưng mà cái xe nó phải như thế nào, người chủ xe người ta biết trên xe người ta đồ lô hay không, mấy anh dọn cho người ta, mấy anh biết xe người ta đang đồ lô hay không, đúng không. Ở đây là nguyên dàn đèn nè, các bạn thấy không, cũng có mặt nạ si, mặt nạ đồ VIP lắm chứ bộ, đâu phải đơn giản Super Cup 70 luôn nha. Đó, dàn đèn là nhìn hơi bị tới, mà điện đèn đề đồ là còn đầy đủ nha các bạn. Nói chung là câu hơi bị VIP á, nhiều khi á mà anh em nào làm đồ Nhật á mà câu không đúng nè, kiểm tra nè, xi nhan trái nè, xi nhan phải nè, đó thấy chưa, đủ chức năng hết. Đèn nè, đèn đã bật lên cái đó, lộn đè lên đó, thấy chưa, full option nha. Rồi bộ đây nguyên cái bộ cũ để xài lại luôn, cần thắng thay mới, giò đạp cũ đó, cao su các chân thay mới đó, nguyên cái bộ cũ quay kỹ đi, ngồi trà hết buổi sáng luôn, tận tình đến nỗi là thấy cổ xét quá sơn lại cổ bằng đen luôn, chống xét luôn. Đi làm đồng xương em báo chị á, nhiêu đây à, ông làm đồng làm xong ông tính em nhiêu đây nè, ná thở luôn, ông tính em chính xác là 2.8 á đó, thua luôn các bạn. Cỡ đó là các bạn biết nó nát cỡ nào, mà cũng ráng trả về luôn, trả về hết sức, dây ga cho đồ nhẹ đó. Cái yên này không có đụng tới gì hết á, nguyên yên cũ chị sao là để nguyên vậy, chỉ là thay lại cái da thôi đó, ngồi cho nó chắc cú đồ hơn. Rồi nguyên phần máy á là em không làm nha, khi mà mình sơn nắp nồi á thì mình chỉ thay ron, thay phốt đạp, nhưng mà mình không làm máy, nhưng mà mình vẫn phải có tâm nha. Lúc mà em ghét lên em nổ lại cho chị á, tới buri em còn không thay mà em vẫn kiểm tra bơm nhớt, em thấy là bơm nhớt nó không bơm thì do là lý do là mòn bánh bơm nhớt, thì em thay đúng một cái bánh bơm nhớt với lại cái gì nó quên rồi ta, với lại mặt đèn bên nồi bị bể, mặt đèn nồi xe Cup á nó bể các bạn, thì em thay thêm mặt đèn nồi nữa là hết, vậy là xong xuôi 100%. Em tưởng á ráp xong cái xe này lên là đề không nổ lại luôn các bạn, tưởng nó sụi luôn, giờ bấm cái nổ nè, thấy không, các bạn thấy cái gì em làm cũng được á các bạn. Quan trọng là khách hàng người ta có nhu cầu gì mình báo giá cho người ta đi,
mình sử dụng đồ như thế nào, mình báo giá cho người ta. Dĩ nhiên phải làm được thôi chứ nhiều anh em nói này nói kia, thật sự nè, quay cầm đồ cầm tắt super vip, hai cầm công tắc của chị mình thấy nổ dây điện nó một nát hết, mặc dù cầm lô mà còn nát hết. Em thay lại đó, có tem thông số luôn, mày lấy của tao dễ lắm bảo à, thiệt luôn. Rồi yeah, cảm ơn các bạn nha, cho em kết thúc tại đây. Thì anh em nào có bất cứ nhu cầu gì á, mình nói thẳng ra mà mình nói với bạn luôn. Em nè, em làm nghề em không sợ quê thôi, các bạn sợ quê làm chi, mình tiền ít thì mình thích chim ít, mình mà tiền nhiều mình thích chim thơm nhiều hơn. Rồi các bạn, ơn các bạn.